xong cũng có một vài người hỏi, thế xong hỏi xong mất tăm mất tích chẳng thấy đăng ký học gì. Thế bây giờ chẳng nghĩa lại bảo với mọi người như thế rồi xong lại bảo là vì không dạy nữa thì nó buồn cười. Thế là thôi cứ học thôi, còn vấn đề là cái chương trình học của chúng ta sẽ như sau nhé. Là học một buổi với em sẽ có một buổi luyện tập giáo viên nước ngoài, nó có khoảng 18 chủ đề. Mọi người chắc là đã nghiên cứu qua cái sách Multicampus của Multicampus Master Office của nó rồi đúng không? Cái đấy nó dành cho cái đội thi AL, tức là nó sẽ khó hơn, mọi người thấy cái nội dung của nó sẽ hơi khó một chút so với mọi người. Về cơ bản em sẽ xây dựng cho mọi người kiểu câu trả lời của nó như thế nào và tập làm quen với cái cách mà người nước ngoài người ta nói chuyện. Bởi vì không biết là bình thường mọi người có nói chuyện với người nước ngoài hay không, nên là chúng ta phải đẩy giao tiếp với người nước ngoài một chút, bởi vì là phải nghe người ta nói như nào để biết là câu hỏi đấy nó sẽ như thế để lúc vào nghe ít nhất nhá. Mọi người phải nghe được câu hỏi, nghe được từ khóa trong câu hỏi xong rồi mọi người nói ra nội dung. Chứ còn bây giờ nếu như mọi người nghe không được nhá, không nghe được nội dung của câu đấy thì bắt đầu mọi người nói nó bị sai đi mà. Nói sai nội dung đi thì là gì? Đương nhiên là không có điểm. Bởi vì là có đúng chủ đề đâu mà nó chấm điểm ra được. Chấm điểm này thì nó sẽ dựa trên những cái yếu tố gì hoặc là cái tiêu chí gì? Thứ nhất là phát âm. Phát âm giống như là tiếng Việt có dấu hay không dấu đấy. Cái thứ hai là ngữ điệu. Ngữ điệu là như nào, là lên, xuống. Câu hỏi thì lên, câu khẳng định thì xuống. Ba là ngữ pháp. Rồi bốn mới là nội dung. Thì cái phần ngữ pháp và nội dung ấy, về nó thật là im bò thì nó cơ bản thôi, nó không có cái gì gọi là quá phức tạp. Mọi người chỉ cần nói được khoảng 6 đến 7 câu, nói liên tục, nói tức là logic từ đầu đến cuối, 6 7 câu ngắn ngắn thôi là ok. Thì xong cái phần TOEIC nhé, OPIC nhé, thì bao giờ nó cũng có câu hỏi số 1 là câu hỏi giới thiệu bản thân. Thì thế nên là học cái gì thì học, chúng ta tập làm quen với đề trước đúng không? Nghĩa là em cứ vào thẳng đề luôn, em vào thẳng với sườn xem là cái đề đấy nó sẽ thế nào. Chứ còn chúng ta học mấy cái, nếu mà có kể mà có thời gian mà học phát âm các thứ ấy thì tốt hơn. Tuy nhiên là không có thì chúng ta phải gọi là học làm nào để làm kiểu chương trình nhất thôi. Tải chương trình đi. Cái này thì em sẽ gửi lại cho mọi người một tài liệu mà em đã chuẩn bị trước. Nhưng mà khả năng em sẽ sửa một chút. Rồi. Cái đầu tiên là về bản thân tôi và gia đình tôi đúng không? Cái này mọi người sẽ được ôn lại nên mọi người không quá lo đâu. Rồi ok. Từ đầu tiên đọc là gì ạ? Name. Mọi người đọc cho em nhé. Name. Ok. Tên này. Thế ví dụ từ số 1, my name. Thì anh Hương, anh Hướng đúng không ạ? Vâng. Ví dụ như là anh nói là tôi tên là Hướng, tôi sinh năm 1988. Thì anh nói như nào? Hi, my name is Hướng. I was born 1988. Rồi ok, chết cha, anh là người ở đâu đấy, tỉnh nào đấy? Hải Dương. Ngọc là N rồi đấy. Yes. Chết toi, sửa là N mệt phết đấy. Rồi em sẽ sửa cái câu anh vừa nói nha. Hi đúng không? My name is Hướng. I was born in. Em viết chữ là trong 1988. Rồi ok, anh nói lại cho em là my name is. My name is. Con Z này. Is. My name is. Ok. Nếu như anh không đọc âm Z ở đây, nó sẽ trừ điểm anh về phát âm. Là mất điểm, đương nhiên mất điểm rồi đấy. My name is. My name is. Ok, Hướng. My name is Hướng. I was born. I was born in 1988. Ok. Từ born, I was born thì là cái từ O của nó phải dài hơn một chút. Đây này, anh nhìn thấy có chữ R, O, R, born. Born. Dài ra, anh cứ phang dài nó ra. Bây giờ mình có 2 phút thì mình phải cải thiện lên 30 phút nào. Born. Yes, I was born in 1988.
Ok, tạm thời như thế nhé. Tức là gì? Giới thiệu bản thân mà. Ê, chào, tôi tên là Hướng, tôi sinh năm 88 đúng không? Rồi, ok. Bạn tiếp theo anh Nguyên, Nguyên sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em sinh năm 97 ạ. À, trẻ đúng không? Thì năm nay Nguyên bao tuổi? Em 27 tuổi. Rồi, ok. Chào tất cả mọi người. Hi Tôi xin tự giới thiệu. Để thầy nói hết đã. Chào tất cả mọi người, tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Nguyên. Năm nay tôi 27 tuổi. Thì nói như nào? Hi everyone. My name is Nguyen. I'm 27 years Ok, tôi xin tự giới thiệu của tao đâu rồi? old. Let me introduce myself. Le mi. Đọc lại nào, le mi chứ không phải le. Let me introduce Đọc lại nhẹ cái từ le mi. Hi everyone, let me introduce myself. Le mi, nghe để lại cái anh nói nhé. Hi everyone, let me introduce myself. Let me introduce myself. Let me. Nó nhanh nhé, hiểu không? Thử. Hi everyone, let me introduce Introduce bị thiếu s. myself. Myself. Ok. Introduce. Hi everyone, let me introduce myself. Introduce. Introduce. My name is. My name is Nguyen, I'm 27 years old. Trước kia học tiếng Anh ở đâu rồi đúng không? Được rồi, I'm 27 years old. Ok chưa? Đó là giới thiệu bản thân. Tiếp nha. Chúng ta đọc từ tiếp theo này, her name. Her Her name. name là gì ạ? Tên của cô ấy đúng không? Rồi, cô ấy, con này là em họ tao. Tên nó là Quý, nó cũng gần 30 rồi. Anh Hướng nào, mọi người cứ dịch bình thường theo ý hiểu của mọi người nhá. Bình thường tiếng Việt mình nói thế đúng không? Con này em họ tao, nó tên Quý, năm nay gần 30 rồi, chưa chồng, ví dụ thế đúng Con không? Nó cô ấy con này xin em được. She is she is bình tĩnh một câu nhé, bình tĩnh từ câu một này. Con này là em họ tao đúng không? Thì cô ấy là em họ của tôi. she is Lê Quý. Từng câu một, à. cô ấy là em họ của tôi. She À. is my em họ. She Em my họ không phải là name, name là tên. name. Em biết từ em họ không? Quên Cousin. cousin. Biết cũng được, không biết cũng không sao nhá. She's my cousin. Rồi. my Cousin, âm Z ấy. Cousin. my cousin. Anh có biết là anh xài đâu không? Is. Nó vẫn không có âm Z Is. ra. Đó. Okay. Và anh luyện thêm cho em cái từ này nhé. Bởi vì là cái Okay. này luyện nhiều nó sẽ quen thôi. Rồi, cô tên của cô ấy là Quý. Her name is Quý. Anh đè lưỡi xuống này. Name. Her name is Is. Is Quý. Rồi, cứ được cái nọ mất cái kia. Anh có bằng lái xe ô tô chưa? Có rồi. Bằng B2 à? B2. Thế mà không bị ăn chửi trong lúc bài học lái nhỉ? Chỉ bị chửi liên quan đến đến đến, đến lúc mà gặp chướng ngại vật thì chân không chuyển bằng Đấy. phanh. Được chân thì mất tay, được tay thì mất chân. Mẹ gặp chướng ngại vật thì phóng thật nhanh để cho qua. Đó, cuống mà. Yes. Thì giống như đây cũng thế thôi, chỗ cần sờ không sờ cứ sờ, chỗ nó không cho sờ đít nó cứ sờ đít nó. She is my cousin, her name is Quý. Anh nói lại cho em câu đoạn nào đã. She is my cousin. Her name is Rồi ok, trừ một điểm thanh lịch về phát âm ngọng là name, đẹp lệ xuống anh. Quý. Lên. Ok, nếu mà Nguyên nhé, tức là ý là học thì sẽ như này. Lớp có hai người thì không sao, mọi người bật mic đều được, ý là cùng lúc thì không sao vì nó không ảnh hưởng mấy. Còn nếu như mọi người muốn luyện tập nhé, đáng ra mọi người vẫn phải nói to ra mà, thì mọi người cứ tắt mic của mọi người đi để nó không bị ồn đến người khác ấy. Thì mọi người tắt mic đi xong này, muốn nói xong phần của mình thì mọi người tắt mic này và mọi người luyện tập cái này to lên. Đấy là có thầy cùng thầy hay không cùng thầy không quan trọng, bởi mình nghe thầy hướng dẫn rồi mình nói theo thôi.
She is my cousin, her name is Quý. Cô ấy gần 30. Thì nói như nào? Cô ấy. She is. Thế thì bảo là thầy ơi em không biết nói. Đúng không? Đang 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 nhớ là gần 30. Gần 30 thì có thể nói như này, she is almost. Almost là gần, là sắp xỉ, là sắp. 30 years old ấy. Hoặc là có thể nói 30. Như này nhá. Nếu như ăn điểm ở trong phần thi OPIC, mọi người sẽ nói là she is in her late. Mọi người biết từ này đúng không? What? 20 là 20 đúng không? Những năm 20 thì là 20s. Hoặc là mọi người có thể ghi là 20s như này, nhưng mà đọc số nhiều. Tức là gì? Khoảng ngoài 20, ngoài 20 nhưng mà cuối khoảng 20 đúng không? Thì nó sẽ hiểu là từ 26 đổ đi. Từ 25, 23, 24, 25 đúng không? Là giữa khoảng 20. Còn đầu 20 là gì? Early. In her mid. Có mà in her early này. In her early đúng không? Là đầu này. In her early 20s. In her mid 20s. Mid trong từ middle ấy, giữa ấy. In her late 20s. Đúng không? Oh, she's in her late 20s. Thì nói như này thì nó ăn điểm hơn là cái việc là cứ she is 27 years old. Đương nhiên em nói là một bài một người có thể nói đơn giản, nhưng nó phải đưa vào được một cái ngữ pháp nào đấy nó nâng cao hơn. Chứ còn cứ cơ bản mãi thì đương nhiên điểm nó sẽ bị thấp. Nên mọi người cứ nhớ một... Sau này em sẽ dạy thêm cho mọi người idiom các kiểu. Mọi người nhớ, mọi người dùng thì nó sẽ ổn hơn. Mà làm nào để nhớ dùng thì nói thật là gì? Cứ nói như bình thường tiếng Việt này thôi. Đúng không? Thế giới thiệu bản thân đúng không? Chào mọi người, tên là Hướng, mình sinh năm 88, hiện nay mình đang làm ở công ty Samsung. Mình làm bên bộ phận quản lý chất lượng, hàng ngày thì công việc của mình chủ yếu là đến truyền kiểm tra xem mọi người làm việc như nào. Đấy đúng không? Nói bình thường như tiếng Việt như thế. Thì làm nào để nói được bình thường? Cứ dịch Việt Anh nhiều này nó sẽ lên. Về nhá. Dạ. Cái slide này thầy sau buổi học thầy có gửi lại. Em có gửi video thôi anh ạ. À vâng, gửi video. Em có gửi video. Chứ còn thực ra là cái này mọi người cũng sẽ có nhận được, nhưng mà cái phần nội dung này này mỗi lớp em sẽ đẩy khác nhau, bởi vì là nó phụ thuộc vào năng lực của học viên nữa. Nếu mà như lớp này là rất là ổn, ổn loi không lìa, thì nào chưa thì ổn gì nào, gọi là ổn loi lìa đấy ạ, thì em sẽ đẩy căng lên một chút, không sao đâu. Rồi ok, his name là tên anh ấy đúng không. Tiếp này, bố Nguyên là làm nghề gì nhỉ? Bố em làm ruộng chứ. Đúng rồi, thế thì là nông dân đúng không? Thì ví dụ như bố tôi là nông dân, bố Nguyên bao tuổi? Này em để không nghĩ. Hả? Cái này em có thể không nghĩ được, có thể đổi sang... Không, bởi vì là như thế này, là ý là nó để thông tin để chúng ta giới thiệu. Bởi vì sau này nó sẽ có phần câu hỏi là gì? Giới thiệu về bản về các bạn thành viên trong gia đình của mình, để phục vụ cái mọi người có thể bịa thông tin nhé, mình không quan tâm đến cái vấn đề thông tin này nó thật hay không đâu mọi người. Với bố em ngoài 60, bố em là giáo viên cũng được, cả kèm trong khi đi thi nhé, mọi người bịa được thông tin nhé, nhưng cái tính thống nhất quán của nó phải từ đầu đến cuối. Ví dụ lúc đầu mọi người nói là bố mọi người là nông dân thì sau cũng phải kể chuyện liên quan đến nông dân các thứ, chứ không thể nào lúc đầu nói bố nông dân xong sau kỹ sư, bởi vì nó dựa vào cái AI mà nó dựa vào cái câu trả lời của mọi người để nó triển khai những câu hỏi phần sau. Quay lại cái vấn đề, em cứ bịa ra cũng được, không sao cả. Rồi, cứ nói là em ngoài 60 rồi. Rồi, ngoài 60 được tầm đầu 60 đúng không? Rồi nhá. Thôi anh cứ bịa một cái tên nhé. Rồi. Bố tôi tên là Quân. Bố tôi tên là Quân, em biết đâu bịa đúng không? Bố tôi tên là Quân, ông ấy ngoài 60 rồi. Và ông ấy là hiện nay là nông dân đấy, làm nông dân đấy. Thì nói như nào? My father early 60 and early good night, 60. Good night. And he's is farmer and cái câu cuối anh nói là tiếng Việt là gì nhỉ? Là cái câu mày dịch mẹ mất rồi, nhưng mày bỏ mẹ câu đầu ra rồi. Bỏ câu đầu tên. Bố tôi tên là Quân. My father. My name, his name is Quan.
Rồi, nếu em nói my father, his name is Quân thì nó bị sai, bởi vì my father là bố tôi rồi, xong lại tên của ông ấy, nó có lặp lại đâu mà, đúng không? Thì em sẽ nói như này nha, nó có sở hữu cách my father's name. Có biết cái sở hữu cách này không? Rồi, anh Hướng biết cái này không? Cũng biết ạ. À, mang máng đúng không? Quên gần Đúng hết rồi. rồi, đúng không? Vâng, À, cái sở hữu cách này là của họ. Của. My father's name is Quân. Quân. He's farmer. He is. He's farmer. Farmer là nông dân, đếm được nhé. Thì nó phải có ơ, một người nông dân. Cái này nếu em ở trong bài nó sẽ trừ điểm. Văn nói bình thường thì không sao. He is a farmer, nói lại. He is a farmer. Ok. Ông ấy đầu 6. He early 30. He is in his early. In his early. Early. 60s. Đúng không? 60s. Mọi người ghi cấu trúc này in cộng với lại, ví dụ my là tôi đúng không? His là anh ấy, her là cô ấy. Cộng với early là đầu này. Mid là giữa này và late cộng với lại số gì đấy và thêm s vào nhá. 60 hay cái gì đó. Chết mẹ rồi. 60. Thầy dạy dạy học sinh xong rồi trông vào con. Em xin 5 phút nhé. Ok, dạy. Nguyên làm ở đâu nhỉ Nguyên nhỉ? Em làm ở SRV anh ạ. À, SRV. Bắc Linh nhỉ? Ở Hà Nội. À, SRV. Ngày xưa nó là NVMC đấy. Ừ, đúng không? Năm nay đủ điểm chưa? Dạ. Năm nay đủ điểm chưa? Đủ gì ạ? Điểm ạ? À? Ừ, điểm ấy. Phải thi cái này mới lên được anh ạ. Đấy. Điểm tức là điểm đủ rồi đúng không? Phần chỉ gọi là thêm chỉ số phụ đúng không? Cái này nó là điều kiện rồi. Phải rồi. Đi. Ok. Con chào các bạn. Hello. Hi guys. So anyway. Ví dụ như này nhá. Con gái tôi tên là đây ba đây bạn. Thế rồi. Quang ơi, em bé nó ra ngoài chơi một tí. Ôi, sorry guys. Lại bắt đầu khóc rồi. À, thôi kệ nó đi. À, cái gì nhỉ? Con gái tôi tên là Trinh. À, nó đang là sinh viên. Năm nay nó tầm giữa 20 tuổi. Thì nó như nào? Nói lại này.
Năm nay tôi tên là Trinh, nó là sinh viên, năm nay nó tầm giữa 20 tuổi. My daughter is name is Jing. He is in I'm sorry. She is in Miss 20. And he is still. So like he. She is still. She is student. In her. He is. Mid 20s. She is still a student. Tại sao lại she a? Bởi vì là sinh viên nó đếm được, một sinh viên hay sinh viên. Thế nên là a. Rồi, your name. Thế câu đơn giản là tên bạn là gì? What is your name? What is your name, right? Rồi. Tiếp này. Anh Hướng nhé. Ví dụ như là chào mọi người, tôi tên là Hướng nhưng mà bạn có thể gọi tôi là Peter trong tiếng Anh đó. Tên tiếng Anh của mình là Peter ấy. Nào, chào mọi người, tôi tên là Hướng nhưng mà bạn có thể gọi tôi là Peter. Tôi gọi tôi Peter là như nào? Ngay trên đầu có luôn. Đấy thế. Anh hỏi là như thế nào hay là để nói như thế nào? Tức là nói như nào? Tên tiếng Anh của tôi là Peter ấy, đúng không? Thì chào mọi người đó. Hi everyone. Rồi. Tên tôi là Hướng. My name is Hướng. Anh vẫn bị ngọc N nhé, anh đẩy lại cho em nào. My name is Hướng. Chân côn, name. My name. Không có S. My name is Hướng. Rồi ok. Nhưng bạn có thể gọi tôi là Peter. You can call me Peter. You can call me Peter. Peter. Rồi, ok. Tiếp. Years old. Là gì ạ? Là tuổi. Tuổi. Thì ví dụ như nói là tôi 27 tuổi thì nói như nào? Bán nguyên nào? I'm 27 years old. Years old. Không có S ở old. Nói lại nào, years old. Rồi, thực ra nó sẽ nối âm ở đoạn này này. Nói đúng thì nó sẽ là nối âm years old, âm Z ạ. Years old. Ok, I'm 27 years old. Ok. Rồi, tiếp. Vẫn là anh Hướng. Ê, chào mọi người. Năm nay tôi bước sang tuổi 88 là năm nay bao nhiêu? 36. Năm nay tôi bước sang tuổi 36 thì nói như nào? Bước thì chưa biết được. Dạ đây ạ. Mọi người lưu ý là chỉ có loanh quanh ở đống từ vựng bên trên thôi. Yes. Hi everyone. I'm turning. Okay. 36 years old. Six. Có ai đang? 36. Six years old. Thực ra là nếu mà I'm turning 36, không nhất thiết phải có years old nhé, không nhất thiết nhé. Năm nay, thiếu từ năm nay. This year. Okay. I'm turning 36 years old this year. Hoặc là mọi người thường là I'm turning 36 this year. Rồi. Tiếp này. Mẹ tôi cũng là nông dân nhé. Mẹ tôi cũng là nông dân. Năm nay bà ấy bước sang tuổi 50. Thì nói như nào? My mother is a farmer.
She's turning 60. 50. And she's turning 50. Năm nay. Không có S ở 50 this đấy year. Đâu nhá. This year. This year. Nói lại nha. My mother is a farmer too. Two. Nói lại đi. My mother is a farmer too. She is turning 50 this year. 50 không có S đâu. She is turning 50. She is turning 50 this year. Okay. She's turning 50 this year. Well, okay. Nào có người yêu thì chết. Sợ lạc chọn. Sợ lạc chọn. Sợ thế. Đây này. Kể từ 50 có S ở đít đâu mà đầu sau nó. Rồi, từ này là từ work. Ơ dài em ơ dài. Work. Work. Là làm việc. Rồi. Anh Hướng là đang làm việc ở Samsung ạ? Hay là yes, Samsung. Samsung Bắc Ninh hay là? Thái Nguyên. Ô, thế khả năng cũng quen được học viên của em. Quen đồng chí gì nhỉ? Quen đồng chí đấy biết thầy. Quên tên. Anh đang học hay là học cái bạn, cái người anh quen đang học hay là đã học xong rồi? Học xong từ tháng 4, bạn ấy học khóa tháng 4 thầy. Khóa tháng 4 thì chưa học xong. Anh Tuấn à? Không. Bình, anh Bằng. Nhớ. Tên đồng chí đấy. Không phải. Chưa nhớ được ạ. Mà thôi kệ đi, tí nữa nhớ thì nhắc sau. Rồi ok, thì ví dụ như nói là tôi tên là Hướng, năm nay tôi 36 tuổi. Hiện tôi đang làm việc ở Samsung. Thì nói như nào? Hi everyone. My name is Hướng. I'm 36 years old. I work in Samsung company. Rồi ok, anh đọc lại cho em từ 36. 36. Có S cuối cùng anh. Nó là 6 như này đúng không? Thì âm X này nó phiên âm là YKS cơ mà. Cái này mà 6. 36 okay. Years old. Okay. I work in Samsung đúng không? Nhưng em nói là tôi đang làm việc mà, thì anh có thể nói là I'm working. I'm working. I'm working in Samsung company. Samsung. Samsung. Là cái từ A này, cái này nó sẽ đâm thành A giống như từ cup ấy. Samsung. Samsung okay. Company. Samsung Company. Đọc đấy là đọc theo tiếng Anh thôi nhé. Còn bọn hàng đèo thì nó vẫn là Samsung. Hàng gì hàng đèo? Bọn Hàn Quốc xẻ nghe. Nó chả đọc là Samsung. Nhưng đọc bọn theo bọn Anh ấy, bọn Mỹ ấy, thì nó là Samsung nha. Samsung Company. Rồi ok. Chúng ta có một cái cụm nữa là work as a. Làm việc trên cương vị là một. Mọi người hiểu đi. Work as a. Làm việc trên cương vị là một. Ví dụ bình thường tiếng Việt kiểu tôi làm việc trên cương vị là một kỹ sư ấy, thì nó sẽ nói như này. Work as a. Làm việc trên cương vị là một. Rồi. Tiếp nha. Đến Nguyên này, Nguyên cũng đang làm ở Samsung ạ. Dạ. Em đang làm ở đâu? Em làm trên Hà Nội ạ. Rồi, trên Hà Nội. Thì chắc là chủ sở Samsung chỗ phòng thí nghiệm đúng không? Đúng rồi. Em gọi con Hoa, con Bích đúng không? Dạ. Mày con Bích luôn hả? Dạ. Mày quen cái Bích ấy hả? Bích nào ạ? Anh nói em nghe không rõ. Thế mà cũng dạ. Thôi rồi kệ đi để anh hỏi ngược là bọn kia sao xem nó có quen mày không? Chắc là không đâu anh. Cùng công ty thì quen nhau chứ, vừa rồi cũng thấy đi du lịch các kiểu đấy. Vừa gần đây. Không quen đâu anh.
Câu câu này đúng không anh nhỉ? Gì? I'm works as a engineer. Rồi nhá. Thì bây giờ là em vừa nói là âm quốc đúng không? Nó không đúng vì sao? Vì là to be của nó đã là động từ nhé, nó gọi là động từ to be mà đúng không? Work lại là một cái động từ khác ở thì hiện tại đơn. Nó không đi với nhau như này, I'm I'm communicating working as as a an engineer, thì an engineer engineer nó là uể oải nên sẽ là engineer in in a Samsung company. Samsung, Samsung. Samsung. Samsung company. Mà thực ra mọi người đọc Samsung chắc nó cũng không giết mọi người đâu. Mọi người có thể đọc thế nào đọc được. Riêng cái từ Working. danh từ riêng này thì không sao. I'm working as an engineer in Samsung company. Rồi, ok. Mọi người có biết cái từ currently này không? Biết được không? Current hiện tại cứ Currently. I'm currently hiện tại. Hiện tại tôi đang làm việc trên cương vị là một kỹ sư tại Samsung mà. Thực ra Samsung nó không hẳn là company, nó là corporation, nó là tập đoàn. Không, hiện đoàn. Chứ nó cũng không hẳn là công ty đâu. Nhưng mà thôi, người ta nói company không sao đâu. Rồi, I'm currently working as an engineer in Samsung company. Rồi. Currently Nè, đọc lại cho anh câu này. I'm currently working as an engineer in Samsung Ok, ổn rồi đấy. Mai đi thi luôn được không? company. Không, em chưa thi được anh ơi. Em Đọc chơi được đâu. đọc ở nơi đây. Thực ra vấn đề với Nguyên nhá, Nguyên cả kể về có tập tự tập các thứ thì cũng phải để ý cho anh là ơ với ân nhá, bởi vì là ơ ân khi nào có ơ với ân là cái danh từ đấy nó đếm được, làm nào để biết danh từ đếm được hay không. Thực ra để mà biết chính xác thì phải tra từ điển. Lúc nào thì dùng ơ và lúc nào thì dùng ân ấy. Lúc thì là ơ student này, ơ farmer này, hay là ân engineer này. Vâng, học, học cái ẻ oải. À, nguyên âm đấy. Đứng trước nguyên âm thì sẽ là ân. Ví Trước dụ từ engineer nhé, tí nữa anh sẽ cho ghi. Từ engineer đúng không? Engineer thì đây này, noun là danh từ đúng không? Countable là đếm được. Thì nó là a civil engineer. Thì đây nhé, tôi ghi luôn này. Khi nào ân cộng với uể oải. Uể oải thực ra nói để cho nó dễ nhớ thôi nhé, nhưng mà là u e o a mẹo i nhé, chứ không phải mẹ em chả thấy cái uể oải. Ngày xưa mình dạy TOEIC thì dạy xong chương trình thì mẹ học sinh thi có bằng rồi, chứ có chứng chỉ rồi, xong bảo anh thật ra là ngày xưa anh nói uể oải em chả hiểu cái mẹ gì, bây giờ em vẫn chưa hiểu. Ví dụ ân apple, một quả táo thì nó là bắt đầu bằng cái gì? Tính uể oải là ngay đằng sau nó ấy, bắt đầu bằng a đúng không? Ân một con mắt là gì? Eye đúng không? Rồi thế engineer thì tương tự rồi, engineer. engineer rồi. Mọi người lại có nghe thấy an hour đúng không? Nguyên nghe là bao giờ, trong một tiếng có nghe thấy đúng không? Có bao giờ thắc mắc không? Không em biết đéo được, em quan tâm đéo đâu đúng không? Rồi an hour thì mọi người lưu ý cái cách đọc của nó nhé, hour chứ nó không phải là hour, tức là gì, âm h này là hát câm, h đã bị câm tức là nó không phát âm thì nó lại trở về với uể oải. Cụ thể đây là o đúng không? Đúng rồi. Thì ví dụ như này, đây nhá, vẫn là cái unread. An apple đúng không? An apple, ok. Nhưng nó sẽ là a green apple, một quả táo xanh. Nó xét là xét cái từ ngay cạnh nó có uể oải hay không thì nó mới dùng ân, được chưa? Chứ nó không xét cái danh từ gốc này đâu. Mọi người lại bảo rõ ràng apple bắt đầu là ơ, nhưng mà gần nó nhất thì không phải là ơ mà là âm gó, đúng chưa? Thì đấy, a student thì nó không thuộc về loại ngoài. Xong nó không phải là A nguyên âm. student sau đó không phải là nguyên âm, không phải loại ngoài, thế nên là
trên dùng ơ. Nên dùng ơ, nhưng mà ví dụ cái từ honest là thật thà nhá, thì hát cũng là hát câm, unhonest thì nó lại phải là ân, đây này nó báo lỗi luôn đây này, Unhonest. đúng không? Một học sinh trung thực đấy, đúng không? Unhonest student, đúng chưa? Tức là nó sẽ xét cái từ đứng gần nó nhất, và xét thì không phải là xét chữ không nhá, mà xét phát âm. Thì honest nó hát câm, thế là nó uể oải. Đấy, ok chưa? Ok luôn, đó, không có vấn đề gì hết. Có mẹ đây đâu, lý thuyết thì đấy, bốc chữ ở đây nói gì. Rồi chúng ta đi tiếp nha. À, mọi người có thể bịa thông tin nhé, nhắc lại nhé, mọi người có thể bịa thông tin. Em không hứng thú đến cái việc biết thông tin cá nhân của mọi người, nhưng khi đi thi đôi khi mọi người sẽ đen vớ về các câu hỏi giới thiệu về các thành viên trong gia đình, thì mọi người bắt buộc phải chuẩn bị rồi thì mọi người mới nói được, chứ còn đến đấy mới nói là bắt đầu nó bị vướng. Rồi tiếp nào, anh Hướng, anh giới thiệu về vợ của anh này. Vợ của anh tên này, tuổi này, hiện nay đang công tác trên cương vị là gì, ở đâu này? Hi, my wife, Zoom. She 25 years old. She work in Samsung company. Thế thôi, hết rồi. Đúng rồi, em thấy nó hết rồi. Anh nói lại thêm từ wife. Wife. Ok, my wife. My wife. Rồi, nếu mà anh đọc wife không, người ta sẽ gần nhất đến cái từ này. Rượu. Rượu. I really like your wife. Mình rất là thích rượu của bạn này. Cò ra cái thì anh thích luôn. Wine là rượu vang ấy. Còn nếu mà why bình thường như anh đọc cái nó chỉ là why này, tại sao? My why? My wife. Anh nói is cũng được nhưng sẽ nối âm này. My wife is. My wife is. My wife. Hoặc anh nói tách này. Tách cả tay. My wife. My wife. Rồi is. Is. Dung đúng không? Yes. How old? She is 25 years old. E là cái gì? Is. My she is 25 years old. No, she is 35 years old. Rồi tiếp ạ. She is a worker Samsung in Samsung company. She's a worker in Samsung company. Okay, fine. Tốt. Chúng ta đi tiếp nha. MER thì thôi nhá. Fine, it works good. Rồi. Tiếp, easy, hard, or comfortable? Dễ khó. Dễ khó và thoải mái. Comfortable, mọi người đọc lại cho em từ này đã. Comfortable. Comfortable. Comfortable, không phải lực tay đâu. Comfortable. 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 Âm F, comfortable. 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 Anh hướng nhé. Comfortable. Ok. Mọi người phải luyện lại em này nhé. Comfortable, thoải mái. Rồi, tiếp nhé. Công việc của tôi khá là thoải mái, thế nên là tôi có rất là nhiều thời gian bên gia đình. Nguyên đúng không? Mà công việc của tôi khá là thoải mái nên tôi có... Quang ơi, phỏng của anh cái đống này sang bên kia. My work is so comfortable and so I have many time to in home. Yes. Okay, sửa nha. My work cũng được. Is khá là, biết từ khá là không? Quite comfortable. No, đừng đọc là comfortable. Comfortable. No. Comfortable. So, I have the many time. Không đúng. Many nó đi với danh từ số nhiều. Ví dụ many students
rất nhiều học viên, rất nhiều học sinh. I have, em dùng chắc ấy, thì em dùng a lot of, hiểu không? A lot of đi cả số nhiều số ít không sao cả. A lot of time. A lot of time in my, in home. Nhà, trong nhà. À, at home. No. At home my work is quite comfortable, so I have a lot of time to spend, để dành thời gian đúng không? Spend. Hoặc là em to spend at home cũng được, hoặc là to spend with my family members, với thành viên gia đình ấy, đúng không? Hoặc là nếu mà nói như em, ok, I have a lot of time at home cũng được, nhưng nghĩa nó sẽ đi khác một chút thôi. Ok chưa? Ok chưa? Okay. Ok. Rồi, tiếp này. Công việc thì không khó lắm nhưng nó tốn khá là nhiều thời gian. Anh hướng nào? Công việc thì không khó đến mức ấy nhưng nó tốn khá là nhiều thời gian. À, khó quá, chưa đọc, chưa luận ra. Công việc của tôi. My work is has not không khó. Not has à không có. Hard. Not has. Anh nói lại cho em từ hard. Hard. Okay. Hard. My work is not that hard, but it. Gì? Đoạn tiếp theo gì? Tốn nhiều thời gian. Takes. But it takes a lot of time. Take a lot of time. Hoặc là it is time consuming. Consume là tiêu thụ, anh biết từ này không? Không biết. Consumer ấy. Người tiêu thụ ấy, người tiêu dùng ấy. Đây này. Time consuming là tốn thời gian. Mọi người có thể ghi cái từ này vào. Để sau này nói, ví dụ như là tôi không thích cái đó, không thích cái này, cái kia. Bởi vì là tôi thấy rằng nó chỉ là tốn thời gian. It's really time consuming. But it is time consuming. My work is not that hard, but it takes a lot of time, but it is time consuming. Được chưa? Rồi, ok, chúng ta đi tiếp. Từ comfortable nha, vẫn là từ này, comfortable. Công việc thì thoải mái hơn tôi tưởng. Đố biết nói như nào. Cứ nói nhá, sai cũng được, đúng cũng được nhá. Cái gì mẹ bình thường đi nói em vầm. Tiếng Việt chẳng nói như là câu này nhiều. Công việc thoải mái hơn tôi tưởng. Công việc là gì? Quang. The job is comfortable. Comfortable. Was more comfortable than I think. Nhé. Tưởng là nó phải đã xảy ra rồi đúng không? Thì tôi mới tưởng được ở công việc dễ tôi tưởng hoặc công việc khó tôi tưởng. Thì nó phải đẩy về quá khứ đơn. The job was more comfortable than I thought. Sau này mọi người sẽ gặp cái cấu trúc này nhiều, dùng cấu trúc này nhiều. Được chưa? Rồi chúng ta đi tiếp từ vựng tiếp theo. Located. Located. Mọi người nhìn phiên âm của nó một chút nhé. Ok. Đây. Located là địa tọa lạc. Tọa lạc, địa điểm vị trí. Tọa lạc. Tiếp này. Công ty của tôi thì ở Thái Nguyên. Nằm ở phía bắc ở Việt
phía bắc của Việt Nam, cách Hà Nội khoảng 60 cây. Thì nói như này, anh hướng này. Công ty của tôi thì ở Thái Bình. My my com my com my company is in the Thái Nguyên City. Thái Nguyên là gì có từ city đâu anh? À, Thái. City là thành phố rồi. Sống lên đây cũng mà chết. Thái Nguyên. Company is in Thái Nguyên rồi. Thái Nguyên. Tọa lạc ở phía bắc của Việt Nam. Location in the. Chị không biết. North là phía bắc. North. North. Not. Anh đẩy hơi ra và đừng có rụt lưỡi vào. Not. 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 Ok. Ở Việt Nam, North of Việt Nam. Khoảng 60 cây từ Hà Nội. About 60. 60. Cây. Kilometer. Kilometers. 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 Anh nói lại nó. Kilometers. Kilometers. Kilometers away from Hà Nội. Được chưa? About 60 kilometers away from Hà Nội. Được chưa? Cách Hà Nội khoảng 60 cây. Mọi người bịa thông tin ra được nha. Thực ra nó cách hơn 70 cây cơ. Nhưng mà tôi kệ. Không nhớ được cái 70 thì mọi người nói 60 cũng được. Cả cái mọi người nói 20 cũng không sao, bịa thông tin cũng không ai đánh giá gì cả. Cả cả mọi người nói mọi người chưa đi làm cũng không sao nhé. Vẫn thi qua. Học viên của em có những người thi vào thi OPIC nói là chưa đi làm và vẫn thi qua đấy. Không có vấn đề gì cả. Bởi vì nó không kiểm tra tính xác thực của thông tin mà nó chỉ kiểm tra cái khả năng ngôn ngữ của mọi người thôi. Nhưng mà đương nhiên là tiền hậu thì phải nó thống nhất với nhau. Chứ lúc thì tôi nói tôi 30, lúc thì nói tôi 21 thì chết. Rồi. Chúng ta đi tiếp này, từ like là thích đúng không? Like đi với verb in. Thích đi với verb in. Like doing something. Rồi. Tôi thích nấu ăn và nghe nhạc. I like cooking and music. I like cooking and listening to music. Đúng rồi. Cooking and listening to music. Listening to music. Tại sao đây không dùng từ listen? Nó là nghe. Nó là nghe nhạc. Nghe nhạc thì dùng listen được chứ sao? Cái vấn đề của nó ấy là nó đứng đằng sau cái động từ like này thì nó phải là verb in. Like listening to music. I like cooking and listening to music. Được chưa? Ngày xưa không biết là mọi người thời phỏng vấn xin việc có vấn đề tôi thích nghe nhạc. I like listening to music. Em mà đi ví dụ em là người phỏng vấn, mẹ đứa nào mà nói I like listening to music mà không đưa được lý do tại sao nhé, em cho nghỉ mẹ luôn. Lý do mẹ được sở thích nhảm nhí vớ vẩn, chả liên quan đến công việc. Em đi dạy phỏng vấn nhé. Mọi người hầu như mọi người đều đưa cái phần I like listening to music này vào. Nhưng vấn đề là mọi người không nói là tại sao. Nói mẹ là I like listening to music because I want to improve my English. Vì tôi muốn cải thiện tiếng Anh, tôi nghe nó đã có mục tiêu rồi. Hay rồi, khỏi về hỏi lại. Tôi thấy thích xem phim, thích nghe nhạc, không thích làm này. Đúng không? Rồi, tiếp này. Tôi không thích nghe người khác. I don't like. Câu đấy là câu ảnh hưởng đấy. I don't like. I don't like listening to person. Other people, person là số ít đấy nhỉ. I don't people. Like listening to other people. Tôi không thích nghe người khác liên thiên kiểu vậy. Anh đọc lại xem từ like. Like. Rồi, ok. Lúc nãy em bị mọng một chút. Là
I don't like listening to other people. Rồi ok. Tiếp. Doesn't like sport. Khi nào dùng don't, khi nào dùng doesn't hả? Nguyên. Chung mà nhỉ? He, she, it thì là à, danh tự dưng cái này lâu quá em không nhớ. Ngôi. À ngôi. Ba số ít. Ngôi ba số ít. Động được thêm s hoặc es đúng không? Mọi người có nhớ cái kiến thức đấy không? Anh Hướng biết cái này không? Quên rồi. Holy shit. Ngôi thứ ba số ít thì động được sẽ thêm s hoặc es. Ngôi thứ ba số ít là như nào? Em người nói, speaker là người nói, ai đúng không? We, chúng tôi là người ai. Thì là ngôi thứ nhất. Bạn là ngôi thứ hai. Vì tôi là người thứ nhất rồi, nói chuyện với bạn trong cuộc hội thoại là ngôi thứ hai. Nói về người thứ ba trong trực tiếp trong cái cuộc hội thoại đấy là ngôi thứ ba. Ví dụ như là nói về việc con gái em lúc đấy nó khóc đúng không? Thì ok là tôi là ngôi thứ nhất, nói chuyện với các bạn ngôi thứ hai, nói chuyện về cô ấy là ngôi thứ ba. Số ít là như nào? Một mình cô ấy, một mình anh ấy, một mình nó, một cái bạn học sinh đấy, đúng không? Số nhiều là gì? Bọn họ. Nên mọi người cứ nhớ ngôi thứ ba số ít, cụ thể là she. Thì it's là danh từ số ít. Thì động từ sẽ thêm s hoặc es nha. Rồi, ví dụ như nói là vợ của tôi không thích thể thao thì nói như là Nguyên à. My wife doesn't like sport. My wife doesn't like sports. Okay. My wife doesn't like sport. Ok, tiếp này. Tôi rất là thích nghe nhạc nhưng vợ tôi thì không. I like listening to music and but my wife don't music. Okay. Thứ nhất là like thì nó phải đi với verb in. I like listening to music. But my wife doesn't like listening to music. Thì cái phần sau nó lặp. Thì anh không cần phải lặp lại nữa, anh chỉ cần nói đến cái my wife doesn't này là xong. I like listening to music, but my wife doesn't. My wife chỉ là ngôi thứ ba số ít anh ạ, cho nên không dùng don't được. Cô ấy mà. Đúng không anh, hay là anh có nhiều ạ? This. À, cái chế độ bây giờ là một vợ một chồng em thấy nó không hợp lý. Chết. Như trong con chuồng gà đấy, một con gà trống đấy thì có nhiều con gà mái đúng không? Cái được quay về thời kỳ phong kiến cũng được, cái gì đúng, cái gì hay thì ra nên giữ lại thì đúng không? Thế thì những người đẹp trai cưới hết vợ, người xấu trai làm gì có vợ thôi. Giàu anh ơi, giàu đã xấu còn không giàu nữa. Đẹp trai như thầy mới có nhiều người yêu. Không, em thì xấu, em thì em biết là em xấu. Ra cái đấy thì em cũng chả cái gì cả. Em được cái kéo mồm thôi chứ còn xấu cái đấy thật. Mồm em thì áo là dẻo lắm. Chết ngay. Rồi, quay lại với bài nhá. I like listening to music. Mọi người nhớ like nó sẽ đi với verb in. Nếu như trong bài thi mọi người nói like listen to music thì nó sẽ trừ điểm mọi người. Đi với mình có thêm tu hay là chỉ với mình không? Mà mình đấy đấy. Không. Như nào tu như nào ý. Tức là bắt buộc là đi với mình cộng thêm tu hay gì không? Không. À chỉ thêm với mình thôi. Chẳng qua là cái cụm tu ở đây đó là listen to music. Listen to music. Listen to me, listen. Cái tu này nó đi cùng với listen. Ví dụ như đây nhé. Rồi ok. Tôi thích xem phim thì nói như nào? I like to... Không có tu nữa. Một... I like... listening movies. Tức là anh chỉ nghe thôi, anh không xem hình gì hả? I like watch movie. Bên trên watching movie. Anh nhìn tập trung vào bên
I like watching movies. Okay, I like watching movies. Là tôi thích gì? Xem phim. Xem phim đúng không? I like watching movies. Là tôi thích xem phim. Rồi, ok. Tiếp này, tôi không thích xem phim. Phí thời gian. Nguyên rồi. I don't like watching movies because it spends a lot of time. Because it is spend a lot of time. No. Thế là dành nhiều thời gian rồi. Thử thể test thử thôi. Xem là em có vào đường cua được không? Đường cua được không? I don't like watching movies. Because it is it's spend a lot of time. A waste of time. Nghe cụm của nó. Cụm. It is a waste of time. Mọi người thêm từ just vào chỉ là. It's just a waste of time. Chỉ là phí thời gian. Mọi người nói được cụm này nó sẽ hay hơn. Waste of time. Waste of time. It's just a waste of time. Từ waste thì là gì thế ạ? Waste là lãng phí, là rác thải anh. Okay. Còn human waste là cứt. Chia sẻ thẳng thắn như thế. Human waste. Đấy, tra cho mình xem. Đấy, cướp cái này. Đây là cướp đồng cầu luôn. Mọi người có bỏ thử. Dạ. Bỏ thử quét đi thì human human là con người, human waste là chất thải của con người. Ship thì nó nhiều, có nhiều loài chứ đâu gì human waste. Dạ. Ồ, ship thế thì nhiều loài, nhiều có nhiều loài chứ đâu phải human waste đâu. Anh nhìn cái cục cứt này là cục cứt gì? Cứt người nó mới có cái cục tròn tròn như này. Không, ý em là cái từ chung ấy. À, từ waste này có nghĩa là rác thải anh. À, không, cái cục ship chung. Shit này á. Shit cũng là cứt người. Cục. Thực ra là có cả cứt động vật, nhưng khi mà nói đến shit thì người ta sẽ hiểu đầu tiên là cứt người. Okay. Mà cứt nói chung đúng, cứt viên tròn tròn dài dài đây. Đây này nó đây là có nhiều loại cứt khác nhau. Thôi thôi, lệch lệch lệch. Sao phải lệch, mọi người cứ nói đến cái chủ đề cứt đái địch nhau là mọi người có vẻ ngượng ngùng nhỉ. Không cần phải ngượng, đúng không? Em đi dạy từ trước giờ riêng cái chủ đề này địch nhau thầy nói nhiều lắm. Nói đến các bạn học sinh nữ ngượng thì thôi. Thế à, thôi thầy chuyển chủ đề đi, mẹ mày này, này đăng YouTube chờ vi phạm rồi thầy. Em chả biết, em đăng riêng tư mà. Vi phạm chửi bậy á, em có để cho bọn trẻ con đấy đâu mà chửi bậy và nó. Ôi giời, thế chẳng nhẽ bây giờ lại cứ các em học đi nào. Các bạn lấy vở ra ghi nào, a big fan of. Nào mọi người ghi nào, a big fan of. Đoán xem nghĩa là gì nào, Nguyên nào, bé Nguyên nào. Bé Nguyên cho thầy biết, từ này nghĩa là gì? À đúng rồi, có nghĩa là rất hâm mộ. Ghi vào nào. Các con ghi xong chưa nhỉ? Trời ơi, em là một trong những giáo viên mà gọi là người giáo viên đi dạy bậy quá. Nhưng nói vui vui thế thôi, chứ còn thời gian nếu mà để mà gặp ngoài đời mà nói bậy với người hơn tuổi thì không. Không có chuyện đấy, chắc chắn không. Em còn ngại cãi nhau với người hơn tuổi, cả cả người ta sai ấy. Ngại lắm. Cùng lắm em chẳng nói gì kệ họ. Vì cãi nhau cảm thấy mình hơi láo. A big fan of là người rất là mộ. Ví dụ, thay vì nói I like music, I really like music, thì mọi người có thể nói là I am a big fan of music. I'm a big fan of music. Câu này nghe về hơn. Câu này nếu đi thi điểm sẽ cao hơn. I'm a big fan of music. Rồi, I hate, là tôi ghét đúng không? I hate fish, tôi ghét cả. I hate dogs, tôi ghét chó. I hate being late. Là gì? Tôi ghét muộn. Tôi ghét đi muộn. Chết. Em chết. Rồi ok.
tiếp. Ví dụ mọi người nói là bình thường là tao ghét mày thì là gì? I hate you. I hate you đúng không? Dễ. Thế ví dụ như là người ta nói bạn I hate you thì mọi người sẽ nói như nào? Why? Đéo phải why, bịt mẹ ghét lại luôn chứ lại I hate you back. I hate you back. Tao ghét ngược lại mày. Ghi cái câu này vào nha. Ghi câu vào I hate you back. Hoặc I like her but she doesn't like me back. Là gì? Tôi thích cô ấy nhưng cô không thích lại tôi. Back là quay trở lại. I hate you back. Hoặc I hate you too. I hate you too. Tao cũng ghét mày. Mẹ cãi nhau thì là thoải mái là khi nào khi nó cãi lại cùng mình. Ê, mẹ một đứa cãi một đứa cứ im ỉm chỉ muốn đấm nhau. Sau này Nguyên chắc chưa có vợ đúng không? Đúng rồi ạ. Im là giữ hạnh phúc thì không phải là cãi nhau xong đôi được là mới khó. Vấn đề là gì? Mẹ không thể để mà đàn bà nó ngồi lên đầu mình được trừ khi đi ngủ. Thật. Em đội lên đầu một phát là mẹ nước đồn nó chảy mặt ngay. Nên không. Cãi thật lực rồi. Yeah. I hate you, I hate you back. Cãi. Người ta phải giữ im lặng, một người giữ im lặng thì mới được. Còn nếu mà hai người cãi thì đánh nhau. Thế? Lúc đấy làm tình để làm hoa. Thì xảy ra một vấn đề khác. Bình thường mà anh mẹ đéo thì cứ nhịn mãi nhịn mẹ con run theo lắm quần về đi làm mệt bó mẹ lên vẽ sự ra nói nhỏ thì mẹ một cái gì ạ già đòn non lý sự. Nguyên đi vợ phân vân sau về đấm vợ. Nguyên đi vợ chứ chưa vợ anh. Nguyên đi vợ xong xong thầy phi khi về hãi đi vợ luôn chưa. Không lấy vợ thực ra là cũng vui. Quá vui. Niềm vui biến mất trong căng tức đấy. Chẳng là hạnh phúc lúc đầu. Thật ra là nếu mà lấy được một người vợ hợp, hiểu chuyện thì sẽ rất là vui. Nhưng đi mẹ có những con thì đúng là nói thật là không phải nói xấu nhưng chị em đúng không? Người ta gọi là gì? Cái gì nhỉ? Dâu giữ mất họ, chó giữ mất hàng xóm. Đấy đúng không? Rồi ok, quay lại với bà đi. Mother mọi người biết cái này rồi, grandfather mọi người biết chưa? Biết. Ông nội. Ông nội. Chắc đéo gì nó là nội. Ông hàng xóm. Nó là ông có thể ông nội hoặc ông ngoại nhá. Ông ngoại tưởng in-law nhỉ? In-law là mẹ vợ hoặc bố vợ. Thế ông ngoại không được đọc là grandfather in-law. In-law cái gì? Tại sao lại là in-law anh biết không? Bởi vì người ta không có huyết thống với mình. Tức là máu của người ta không chảy trong người mình. À. Thế bây giờ máu của ông ngoại anh có chảy trong người anh không? Có. Yes. Có chứ. Lại bảo, ông hướng lại bảo ông ngoại nào, ý em là ông ngoại nào đúng không? Thế chứ, tức là grandfather nghĩa là không phân biệt ông ngoại nội. Nó không có, thực ra là nó cũng có từ để phân biệt nhưng bọn Mỹ, bọn Tây ấy, nó không dùng ấy đó, giống như sister ấy. Brother và sister thì nó chỉ là anh chị em nói chung, nó không mấy khi nó phân biệt ra là anh hay chị đâu. Thì nó sẽ có một câu is she older or younger than you? Sister thì là older hay younger? Già hơn anh. Em thì lại thích bọn Tây thì mẹ you and I. Dễ. Đéo phải cô gì chú bác mà nói có mồm. Thì mẹ đi đám cưới gọi nhầm thím à, cái gì đéo không đấy gọi nhầm. Mà vợ chú ơ thím. Gọi nhầm thím thành cô thím dỗi. Má hồn, đi mẹ cháu cả đời chẳng gặp thím ở quê mà. Chắc đừng vợ. Vâng, thì vợ của chú thì là thím. Thế nhưng em gọi nhầm là cô bởi vì là cô. Con nghĩ là thím mới là đằng vợ đúng không? Thím thì là vợ của chú. Vợ. Chú là em trai ruột của bố em. À cô là em của bố. Cô thì là em gái ruột của bố. Em gái của bố, còn thím thì là vợ của chú. Hay bị nhầm. Thì đấy, những loại cái là gì nữa của thế. Thế là rồi. Chết mẹ luôn. Nên là bọn Tây mà học tiếng Việt mới khổ đấy. Thì nhầm với cô gì chú bác mất cả năm. Và sao nước mày gọi nhiều tên thế? Không phân biệt được. Đó. Rồi, the sister thì mọi người biết, the brother cũng thế. Nhưng mọi người biết the sibling chưa?
Sibling, anh em họ. Sibling, anh em họ cái gì? Anh em họ là cousin. Cousin. Mọi người vào sibling là anh em ruột. À, ok. Anh em ruột. Anh em ruột sibling. Đến Nguyên đúng không? Nguyên nào? Mày có bao nhiêu anh em? I have three. Không không, cậu dịch câu Việt sang Anh chứ anh không quan tâm đến cái thông tin đó. Hiểu ý không? Để lấy cái từ sibling này, nếu như em nói từ brother và sister thì làm sao mà nói được sibling nữa? Bao nhiêu? Bao nhiêu? À đúng rồi em. How many siblings? The man, many different siblings. Do you have? How many siblings do you have? How many siblings do you have? Rồi tiếp này. Tao chả có anh chị em gì cả, tao con một. Mà anh hướng vào. Tiếng Việt nói thế bình thường. Nói tiếng Việt phải nói được tiếng Anh. I don't sibling. Có. I don't have any sibling. Siblings. Siblings. Tôi là con một. Con một nữa. I am hoặc là đâu đều được. I'm the only child. I'm an only child. Đều được. I'm an only child. Rồi, child. Child. Âm có âm lò hay anh? Child. Đằng này vợ anh không bắt trả bài à? Không phải ảnh lưỡi không được. Nhuẩn nhuyễn lắm. Child, đúng không? Child. Rồi, ok. Mọi người, họ cái sibling thì đến đây. The big là gì? To. To. Little. Nhỏ. Bình thường mọi người hay dùng từ older brother với lại younger sister đúng không? Younger các kiểu. Nhưng nó có thể nói là big brother. Anh trai. Không nói. Dạ. Nói big brother chưa nghe thấy. Big brother. Ý anh này em dạy sai kiến thức thì hả? Không phải, có nghe là chữ không nghe thấy cái từ big brother. Kiến thức mới. Kiến thức mới. Đây. Check nha. Mọi người anh chị lớn. Cái play phrase này nha, mọi người nếu mà thích thì có thể ghi cái này vào. Tức là cha xem cái cụm đấy nó có ở trên phim mà nó nghe như nào ấy. Ở đây thì mọi người không nghe thấy thấy đâu. I asked about you being his big brother. And then when there is nothing left but sorrow and love, big brother. We shall lift you clean out of history. Suddenly you're my big suddenly. You're my big brother. Đột nhiên mày là anh trai của tao. Big brother. At your service. That's your big brother. It's your big brother. Đấy, anh trai của con đấy. Đấy chưa? Có mà anh. Yên tâm, thầy dạy thì thoảng mới sai thôi. Sai thì thầy sẽ lấp liếm mày dạy nhanh nhanh lên. Dạy đúng là thầy tự tin lắm. Và mọi người có thể tra thêm cái đấy. A little brother là gì ạ? Em trai. Em trai. Rồi, giống như little sister và big sister cũng có nhá. Relative. Mọi người đọc cái từ này là relative. Relative. Trọng âm mọi người có thể để là âm đờ đúng không? Trọng âm nhất này. Relative, âm tờ này nó biến thành âm đờ trong phim. Relative. 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 Là gì ạ? Là họ hàng. Rồi, bạn có nhiều người thân không thì nói như nào? Đến ai nhỉ? Nguyên à? Do you have a lot of relatives? Có nhiều không em? Relatives. You have a lot of relatives. Rồi. Tiếp này.
bao lâu thì bạn gặp người thân một lần? How long? How often? Có phải how long là ví dụ như là anh được bao lâu, 3 phút hay là 5 phút? How often? How often meet regularly? How often do you meet? Do you meet relatives? Your relatives. Rồi. How often do you meet your relatives? Bao lâu thì gặp người thân một lần? How often? Rồi. Chúng ta đi tiếp là uncle. Các mọi người uncle biết từ này không? Chú. Chú. Aunt là cô. Uncle. Rồi. Chú. Chú, cô chú tôi đều là giáo viên thì nói như nào? Uncle. My uncle. Có my của tôi vào đấy. My uncle. And my aunt. Không nhất thiết phải là bằng my, bởi vì nó chung mà. Của tôi. A teacher. Teachers. Thêm biết bởi vì là teacher. Họ là nhiều người, giáo viên thì cũng phải đẩy người số nhiều. My uncles and aunts are teachers. Tức là cô gì, chú bác nhà tôi đều là giáo viên đấy. Uncle này ngoài là chú nó còn có nghĩa là bác nữa. Aunt ngoài là cô nó còn có là gì, là thím. Cousin thì lúc nãy chúng ta nói rồi đúng không? Rồi tiếp từ nice là gì? Đẹp. Short là cao, short là thấp, handsome là đẹp trai, that là that, pretty là xinh. Thì mấy cái này mọi người biết rồi đúng không? Ví dụ nhìn mày mệt thế, mày có ổn không đấy? Thì nói như nào anh Hướng? Nhìn mày mệt. Mày trông mệt thế, mày nhìn mệt thế, mày có ổn không đấy? Xin hướng ra. You. Hey. You look. Tired. Are you? Are you okay? Okay. Are you okay? Okay. You look tired. Are you okay? You look tired. Are you okay? Rồi, okay. Tiếp này. Nhìn thằng đấy cao thế. Nhìn thằng đấy cao thế phải 1m80 nhỉ? Nhìn. Thằng đấy là thế nào nhỉ? Nhìn thằng đấy cao thế. Nhìn thằng đấy. Thằng đấy thì ở đây này. He looks tall. Maybe là phải, có thể maybe. Maybe 1.8 meters. Rồi, the short handsome bad pretty tôi bỏ qua nhé. The favorite, mọi người đọc nào. Favorite food hoặc favorite dish là món ăn. Food là thực phẩm. Rồi, món ăn ưa thích nhất của bạn là gì? Thì nói như nào? Anh Hướng nào? Your favorite food? What is your favorite food? What is your favorite food? Rồi, tiếp. Tao chả có món ăn yêu thích. Tao thấy cái gì tao ăn cái đấy. I Bạn Nguyên. I
I don't have favorite sport. I don't know. Any. I don't have favorite foods. I just eat what I see. Rồi. Tiếp này. Sports. Bóng đá không phải là môn thể thao yêu thích của tôi. Football is don't. Anh hướng. Chưa football. Mọi người dùng từ soccer cho em nhé. Soccer is not my favorite sport. Soccer is not my favorite sport. Thực ra nó sẽ bình thường nó sẽ là one of the, tức là one of my, tức là một trong những cái món yêu thích. The singer là ca sĩ đúng không? Ai là ca sĩ yêu thích của bạn thì hỏi như nào? Nguyên nào? Who is singer? Who is your favorite singer? Who is your favorite singer? Rồi, quyển sách yêu thích của bạn là gì? Thì nói như nào anh Dương? What is your favorite book? What is your favorite book? Favorite book. Rồi, bạn có thể kể cho tôi về cái bộ phim yêu thích nhất của bạn không? Bạn có thể kể cho tôi về cái bộ phim yêu thích nhất của bạn không? Nguyên nào? Could you tell me about your favorite movie? Okay. Could you tell me? Tell me about your favorite movie. Đọc lại, nhấn vào từ favorite. Favorite. Can you tell me about your favorite movie? Okay. Đọc lại mỗi từ favorite cho nào. Favorites. Không có F, favorite. Favorite. Okay. Favorite. Lúc nãy em đọc là favorite, tức là thêm sắc vào cái từ read đấy, tự dưng đẩy nó thành trọng âm đấy. Favorite singer, favorite song. Đó, về cơ bản thì câu hỏi giới thiệu bản thân, các thứ nội dung cũng chỉ có thế thôi. Về buổi sau thì giáo viên nước ngoài sẽ làm việc với mọi người và giáo viên sẽ hướng dẫn mọi người thêm ôn lại cái phần này. Đây này. Tell me about yourself, relatives, what kind of people are they, introduce them to me. Các bạn làm gì với lại cái relatives này đúng không? Thì buổi sau chúng ta sẽ ôn thêm một chút về cái phần này nữa. Thì để chuẩn bị cho mọi người thêm một hôm nữa thì thứ sáu tạm thời mọi người chưa học với giáo viên nước ngoài nhé. Thì buổi xem nào, thứ hai tuần sau mọi người tiếp tục học với em thì là sẽ đòi học hai buổi trước khi học với giáo viên nước ngoài. Còn về tuần này nhé, tuần này thì tạm thời chỉ học hôm nay nhé. Còn thứ sáu không học này. Tuần sau thì là thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu nhá. Mọi người thống nhất lịch như vậy nhá. Bởi vì là thứ bảy ấy thì thực ra là như thế này, là mọi người sẽ bị vướng lịch rất là nhiều. Bây giờ có thể chưa nhưng sau này sẽ bị vướng lịch rất là nhiều, nên tốt nhất mọi người để thứ sáu. Nội dung thì là em dạy trước, giáo viên nước ngoài dạy sau. Chẳng qua em dạy phần nội dung tiếng Việt, giáo viên nước ngoài đẩy ngược lại dạy tiếng Anh. Có trợ giảng hỗ trợ nên là mọi người cũng không cần quá lo lắng. Mà cả cái không có trợ giảng đi chăng nữa thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho mọi người trong cái việc giao tiếp với người nước ngoài. Đúng không? Bởi vì là sau này làm gì có trợ giảng, làm gì có giáo viên Việt Nam hướng dẫn đâu. Bắt buộc mọi người vẫn phải giao tiếp, vẫn phải nghe để mà trao đổi thôi. Bởi vì em muốn rằng nhá, em nói luôn với mọi người là cái việc mọi người học OPIC ở đây ấy, một là mọi người để thi chứng chỉ OPIC, nhưng cái thứ hai là quan trọng là sau khi học xong là mọi người phải nghe được và nói được nữa. Không nhiều thì cũng phải ít hoặc tương đối. Chứ không thể nào bỏ ra một đống tiền 5-6 triệu xong cuối cùng chẳng thu được cái gì. Chỉ đấy không phải là phong cách của em. Nên là thôi mọi người cùng cố gắng ạ. Em chào mọi người ạ. Chào thầy. Chào thầy.